chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp hôm nay, ngày 25 tháng 7 2023. Chương trình có các nội dung sau. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá tụ điểm mại dâm, doanh thu hơn 4 tỷ đồng một tháng. Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Bắt giữ đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuống Bình Phước để gây án. Cần điều tra làm rõ vụ cầm hung khí tấn công hàng xóm tại chung cư The Life sắp xét xử ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Hai xe khách dường nằm gia chạm trên quốc lộ 14, ba người thương dùng. Lenovo ra mắt laptop gaming Legion chỉ giới 42,75 triệu đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà hàng Gallery ở đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 5 đối tượng: Kim Tai Hyun, chủ nhà hàng, Cha Jin Jun, Lee Hun Jin, quản lý nhà hàng, cùng quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc N, Lê Tấn Tây H về hành vi môi giới mại dâm và hai đối tượng Bùi Thị Phương Đê, Bùi Duy H về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác nắm tình hình, tối ngày 19 tháng 7, sau thời gian dài củng cố hồ sơ, Phòng BC02 chủ trì phối hợp cùng công an quận 1 đã vào kiểm tra nhà hàng trên. Thời điểm này, công an phát hiện Kim Tae Hyun, Lee Hoon Ju, Nguyễn Thị Ngọc L cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống hát karaoke tại đây. Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan việc mua bán dâm. Đồng thời, công an ghi nhận khách đến mua dâm và được nhà hàng móc nối với Lê Tấn TH, sinh năm 1975 để đặt khách sạn cho hai cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm ở khách sạn đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé. Công an đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái khai nhận, hai khách mua dâm là người Hàn Quốc sau khi ăn uống hát karaoke ở nhà hàng Gallery thì Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc L mua giới cho mua dâm với giá bán dâm 3,8 triệu đồng. Tại công an, Kim Tae Hyun khai góp vốn với Cha shin Hun kinh doanh nhà hàng Gallery. Ngay khi công an triệu tập Kim Ta Hyun thì Cha Jin Sun đã bỏ trốn. Tại công an, Kim Ta Hyun cùng Cha Jin Sun, Lee Hyun Sun, Nguyễn Thị Ngọc NL khai nhận kinh doanh nhà hàng Gallery từ năm 2022 đến nay vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho nhiều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách. Mục đích kéo khách tăng doanh thu lợi nhuận về cho nhà hàng. Doanh thu hàng tháng đạt trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng. Ngoài ra, Kim Tae Hyun Cha Jin Jun khai nhận để nhà hàng hoạt động được thuận lợi, hạn chế việc kiểm tra nên đưa số tiền 120 triệu đồng để Dung và Hà đứng ra đi ngoại giao với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm không bị kiểm tra. Công an xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh di phức tạp, có tổ chức. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức hợp kính, chỉ đạo quản lý nhiều phương thức để né cơ quan chức năng. Các đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các từ lóng ám thị hoạt động mại dâm gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh thu thập thông tin của ban chuyên án công an thành phố hồ chí minh đang mở rộng điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng ngày 25 tháng 7 một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bị can Đặng Thị Hằng Ni, 46 tuổi, luật sư nhà báo và bị can Trần Văn Sĩ, luật sư. Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 2021 đến tháng 2 2022, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ, Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hằng Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và quỹ từ thiện hàng hữu. Từ những lời xúc phạm này, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định, bà Đặng Thị Hằng Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức, trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoảng 1, điều 17 luật an ninh mạng. Đối với bị can Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Duy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện bị can Đặng Thị Hằng Ni và Trần Văn Sĩ đang bị tạm giam. Ngày 24 tháng 7, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trịnh Minh Huy, 32 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Huy đi xe máy đến đường Nguyễn Huệ thuộc phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, thì phát hiện bà TTH, 55 tuổi, đang đi bộ trên đường. Lợi dụng sơ hở, Huy áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ bà H, rồi đem bán với giá 8,3 triệu đồng. Trước đó một tuần, đối tượng cũng chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh tới chợ Đồng Xoài, thuộc phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, thì phát hiện bà TTT, 46 tuổi, đang điều khiển xe máy một mình phía trước. Trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Nhân cơ hội Huy bám theo bà T, thấy bà vừa dừng xe lại mua đồ ăn sáng, Huy giật dây chuyền của bà T rồi đem đi bán với giá 7,3 triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi nhận được thông tin, công an thành phố Đồng Xoài đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Sau thời gian truy xét, đến ngày 23 tháng 7, công an bắt được Huy đang lẫn trốn tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vừa qua, một cư dân tại chung cư The Lai, tổ hữu phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ bị một người đàn ông là hàng xóm cầm hung khí xông vào đâm trực diện. Trước may, anh HQL phản ứng kịp thời nên thoát nạn trong gan tấc. Trước đó, đối tượng này đã nhiều lần đe dọa, chửi bới những gia đình khác trong tòa nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh NL đã trình báo công an phường Trung Văn. Đối tượng này sau đó đã được mời lên trụ sở làm việc. Anh NL cho biết thêm, tối cùng ngày, phía công an đã thông báo cho gia đình anh biết tình đối tượng đã được gia đình bảo lãnh đưa đi nơi khác ở tuy nhiên ngay sau đó vợ anh l đi làm về lại gặp đối tượng đi cùng thang máy và lại tiếp tục bị đối tượng đe dọa anh l liên hệ với công an phường thì được báo là hiện chưa đủ căn cứ để giữ người anh l đã đăng tải video ghi lại sự việc lên mạng xã hội anh cho biết hiện tại vợ chồng anh phải đưa các cháu nhỏ về quê đề phòng tình huống xấu xảy ra ban quản lý nhà chung cư ct 2 khu đô thị trung văn chung cư the life đã có đơn tố giác tội phạm gửi công an quận Nam Từ Liêm, công an phường Trung Văn đề nghị bắt khẩn cấp ông NXH, người có hành vi giết người nhưng không thành. Theo anh L, trước đây ông H cũng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình mình và một số gia đình khác trong tòa nhà, sự việc cũng đã được báo cáo đến chính quyền. Hiện nhiều cư dân tại đây vẫn đang trong trạng thái đề cao cảnh giác vì ông H vẫn ở tại chung cư Đà Lai. Đại diện ban quản lý cho biết, ông H khoảng 60 tuổi, ở một mình, không có vợ con. Căn hộ đang ở do người em gái đứng tên. Từng có lần hàng xóm phản ánh ông Hát chửi bới, đe dọa. Tổ dân phố đã trực tiếp lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông Hát có biểu hiện bất thường, dấu hiệu hoang tưởng. Ông Hát luôn nói nhảm, cho rằng bị người xung quanh dọa giết. Tuy nhiên, người thân của ông Hát cho rằng ông không hề có bệnh nên rất khó xử lý. Dự kiến ngày 10 tháng 8 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng quy định tại điểm D khoảng 2, điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng hầu tòa có 6 người bị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Duy Uyển, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, Hà Đông, Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm. Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Phía công tố và kiểm sát xét xử có hai người thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2010, bị can Lê Thanh Thản là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty BMS đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1 trên 500 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2012, công trình hoàn thành từ tháng 1 năm 2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Đối với công ty BMS của bị cáo Thản, Viện Kiểm sát đánh giá có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ đưa vào giao dịch về nhà ở. Để xảy ra sai phạm nghiêm trọng nêu trên, cơ quan tố tụng cho rằng có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng, nhóm này đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng CT6 Kiến Hưng theo quy định, gây thiệt hại cho người dân. Tối ngày 24 tháng 7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 4 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, giữa hai xe khách dường nằm khiến ba người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách biển số 81B chở hàng chục hành khách đi trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn ấp 4 xã Đồng Tiến, xe 81B gia chạm vào đuôi xe khách biển số 50F đang dừng bên phải đường phía trước cú va chạm mạnh khiến xe 81B bị dỡ nát phần đầu, phụ xe VCT 19 tuổi ngụ tỉnh gia lai tử vong. Hai người khác trên xe cũng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. vụ tai nạn khiến các hành khách gặp một phen quảng loạn, cả hai xe hư hỏng nặng. Công an tỉnh bình phước đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lenovo gần đây đã tổ chức một sự kiện tại Trung Quốc để ra mắt loạt thiết bị chơi game Legend mới của mình. Chúng bao gồm màn hình chơi game Legion i34W và máy tính bảng Legion i700 2023. Ngoài ra, thương hiệu này cũng đã ra mắt một chiếc laptop gaming mới có tên Lenovo Legion i9000X 2023 với cấu hình cực khủng. Cụ thể, Lenovo Legion i9000X 2023 có màn hình 16 inch ProSight Pro với độ phân giải 3200 x 2000 pixel, màn hình hỗ trợ tốc độ làm mới 165Hz cùng với độ bao phủ 100% của gam màu P3 và độ sáng tối đa 430 nits. Bên trong, Legend i9000X2023 dùng CPU Intel Core i9 13900H thế hệ thứ 13 kết hợp với card đồ họa Nvidia RTX 4070 để mang tới cho người dùng trải nghiệm chơi game đắm chìm. Mẫu laptop gaming này còn đi kèm RAM 32GB DDR5 5200 và ổ cứng SSD 1TB PCI 4.0 cực nhanh. Chưa hết, để duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài thì Lenovo đã trang bị hệ thống tặng nhiệt hiệu quả cho Legend i9000X2023 nó có một quạt 90 mm mới để đảm bảo khả năng tản nhiệt hiệu quả trong các game đồ họa cao, đồng thời tránh hiện tượng quá nhiệt và giảm tiết lưu. Lenovo cũng chú trọng đến chất lượng âm thanh khi trang bị cho Legion Y9000 X2023 hệ thống loa hiệu Harman được cải tiến bằng công nghệ Smart AMB, đảm bảo trải nghiệm âm thanh sống động và phong phú khi chơi game hay xem phim. Máy tính sách tay mới của Lenovo có pin 99.9 kWh, hỗ trợ tính năng sạc nhanh với công suất lên đến 140W. Mặc dù được trang bị những tính năng cao cấp nhưng chiếc laptop chơi game này lại khá mỏng nhẹ. Với thân máy chỉ dày 17.6mm và nặng chỉ khoảng 21 kg về kết nối, máy tính sách tay hỗ trợ Wi-Fi 6E. Legend i9000X2023 có phiên bản, model cơ sở với GPU RTX 4060 có giá gần 42,75 triệu đồng, trong khi model cao cấp nhất dùng card đồ họa RTX 4070. Bản tin thời sự tổng hợp hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.